Xe bánh mì âm phủ lúc nào cũng đông khách, cơm cháy kho quẹt 37 vừa giòn vừa đậm đà, là miệng với món bánh xèo thịt vịt xiêm và cổ hủ dừa tại bánh xèo Bảy Tên. Là phần rau rất là nhiều, một số cái loại rau mình không có biết tên nữa, mình chỉ biết ví dụ như là rau thơm nè, hoặc là cải bẹ xanh nè, lá cách, còn một số cái loại rau khác mình thấy khá là lạ nhưng mà ăn thì rất là ngon, và khi ăn bánh xèo chắc chắn mình sẽ ăn kèm rau để không có bị ngán. Món ăn tiếp theo đó là một món ăn rất là dân dã và bình dị ngày xưa, đó là món cơm cháy kho quẹt. Và khi mà mình đi Cần Thơ chắc chắn mình sẽ biết tên quán này, tại vì nằm ngay cái chỗ phố đi bộ, lúc nào mình cũng sẽ đi ngang chỗ này hết, đó là cơm cháy kho quẹt Má Bảy ở địa chỉ là 126 đường Hai Bà Trưng. Khi mà mình đi ngang khu vực này mình sẽ bị thu hút liền, tại vì nhân viên sẽ làm trực tiếp ở phía trước mặt tiền để cho khách du lịch cũng như là khách ăn uống có thể là chụp ảnh check in. Giá ở đây là dao động từ 50 đến 90 ngàn đồng. Cơm cháy ở đây thì mình thấy là có vị truyền thống nè, rồi có lá dứa hoặc là lá cẩm. Thời gian mở cửa là từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối. Ở đây mình thấy là khi mà mình kêu món ăn thì mấy bạn nhân viên mới chế biến để đảm bảo là bánh lúc nào cũng là giòn và có độ nóng nhất định. Riêng phần topping thì theo cá nhân của mình là mình thích ăn bánh chay hơn, mình không có thích cái phần topping ví dụ như là bò, gà hoặc là hải sản, mà mình ăn bánh chay, tức là phần nếp không, ăn với lại là kho quẹt với lại là rau luộc là cảm thấy nó rất là ngon rồi.
Đây cả nhà thấy cái phần bánh không? Cái vỏ bánh rất là giòn luôn, nó vừa chín tới chứ không có bị khét gì hết. Riêng cái phần topping thì lúc đầu mình kêu là khô bò, mình cứ nghĩ là những cái phần khô bò bình thường chứ không phải là khô bò công nghiệp kiểu này. Nên là khi mà đem ra thì mình không có thích ăn cái món này, nên là mình bỏ cái phần khô bò ra, mình chỉ ăn đúng phần cơm cháy và khỏi quẹt thôi. Không gian quán ở đây không phải là quá rộng lớn, tuy nhiên là cũng rất là ấm cúng. Một bên là ngồi ship